bữa giờ là bánh mì là sao, có cần mua không? Chứ giờ mày lấy quên mang cái đèn, mang pin không mang đèn. Hôm qua thì quên sạc đèn, vô lý lắm rồi. Có mời mà ông bệnh cái gì không, có nhắc máy đi nhà đóng cửa đi đâu á. Không, hai đầu hai người, hai người cho nó tới gần, tới gần rồi, phía xa quá. Có đây cho phụ nữ. Đấy, đấy. Đó. Rồi. Thôi đơn giản thôi. Rồi. Rồi. Tới lớn. Rồi đi lớn. Không phải. Sơn đi đâu nè. Mà anh nghĩ đồ quan trọng là ngon không? Nướng này, nướng này không có phỏng màu. Cần nữa là có cho tí mật ong vô. Ý là con thấy cái này miếng này với miếng kia nó khác nhau. Bữa kia nướng 13. Mang đèn mang đi rồi không đèn. Chị nghiệp quen là tới gia đình cả là xóm được lắm. Ai uống ngọt kêu đi. Nhớ bạn hỏi ai uống nước ngọt đấy. Tối nay quay chung sáng không có sao đâu. Có mình nhìn thấy vậy với đàn con bò mới làm gì vậy? Rồi nâng ly, nâng ly. Cái bánh này để bạn cùng ly vô, cùng ly vô giữa đi. Con bò mới làm gì vậy? Cái gì con? Bò. Bò chứ. Cái món nó xong cùng ra, cái nó nướng sơ thôi. À còn cái gì canh ấy chưa? Chưa. À chút nữa mẹ ghé lấy đi. Lúc có đi đi hết rồi đâu còn ai nhà đâu. Con bà chứ không có anh chi. Đâu có. Đúng rồi, đứa không quay hai đứa chứ quay đứa không. Oh.
làm cơ quan khỏe này, việc tới có việc cũng ngồi đó làm là mình phải phải bao quát hết, tham gia đó tổng quát hết, phải tính toán, phải biết đúng là làm cái giá của nó phải nhau, phải nói với em dễ xử hơn, nhân sự mà biết dễ xử hơn. Phía đó là đường Phạm Ngũ Lão, đường dài dài đó, Phạm Ngũ Lão. Đấy, ở đây là khu Phạm Ngũ Lão, khu Tây Ba Lô đó. Đó, hướng nhìn ra phía Sài Gòn có cái tòa tháp cao nhất của Sài Gòn hiện nay 60 mấy tầng đó. Bò hả? Bò gì? Bò Úc. Bò Úc. À, bò Úc. Dạ, nó cái bò Mỹ. Ừ, cửa hàng nó thấy là nó xuống. Nó nhóc hai đồ. Dạ. Sao đúng chưa? Ừ, vô nha. Anh rất mạnh. Bây giờ cái này á, không có nặng. Đúng rồi, con là gì? Còn con phụ nữ không rẻ đâu nha. Nó cả triệu.